Cerebral Japan là một đơn vị có những ứng dụng tiến bộ trong y học tái tạo đã nghiên cứu và bào chế dịch tiết tế bào gốc. Sản phẩm được xem là sự thay thế hoàn hảo cho điều trị bằng tế bào gốc truyền thống. Ông Kazuhito Moriyoshi, đại diện thương mại của công ty Cerebral Japan, đã có phần trình bày giới thiệu tổng quan về dịch tiết tế bào gốc. Song song đó, việc sử dụng công nghệ laser tia sóng kép linh hoạt đã mở ra một kỷ nguyên mới trong quá trình điều trị thẩm mỹ cho làn da. Nhờ vào tính chất đặc biệt của các tia sóng này, quá trình điều trị trở nên hiệu quả và an toàn hơn. Bác sĩ Rumbalin Biyawan, chuyên gia cố vấn của Norcell, đã chia sẻ với chủ đề tối ưu hóa sóng kép linh hoạt 511 nanomicromet và 578 nanomicromet trong điều trị đặc hiệu nám, trẻ hóa da và tổn thương mao mạch. Chúng tôi là công ty Úc chuyên về công nghệ quang tử tiên tiến, bao gồm các thiết kế và sản xuất tia laser y tế độc đáo và các giải pháp quang học tinh vi. Được thành lập trên 30 năm nghiên cứu và phát triển, Norcell đã hoàn thiện tia laser Duo Yellow để trở thành tiêu chuẩn vàng trong điều trị các tổn thương mạch máu và sắc tố. Hội thảo với chuyên đề là ứng dụng y học tái tạo và laser tia sóng kép. Thì đây là một trong những cái cơ hội rất là tốt để các chuyên gia, các bác sĩ như chúng tôi có thể cập nhật những cái công nghệ và tân tiến mới nhất trong ngành. Và cái điều này nó rất là tuyệt vời bởi vì là nó sẽ mang lại nhiều giải pháp trong việc trị liệu an toàn và hiệu quả hơn cho khách hàng của chúng tôi. Hội nghị y khoa này được tổ chức bởi công ty Việt Long để giới thiệu về những cập nhật mới của công nghệ phục hồi và tái tạo.